Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số những cái module mà tại trung tâm dạy nghề Thanh Xuân 93 Nguyễn Tuân đang sở hữu dùng để hướng dẫn cho các bạn học viên. Trước mặt các bạn đây là một cái mô hình và của cái module gia dụng của chúng ta có 9 module ở trên đó. Thế thì 9 module ở trên đó thì gồm những cái gì? Các bạn là nhìn trên cái mô hình này các bạn thấy như sau. Thứ nhất là chúng ta đang có một cái module được gọi là đo đếm cái phần điện năng ở nhà chúng ta sử dụng. Đây là một cái công tơ điện dùng để đo đếm cái phần điện năng chúng ta sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Module thứ hai của chúng ta có là một cái module mà dùng là gì đây? Thiết bị bảo vệ. Ở đây chúng ta đang có một cái automat là thiết bị bảo vệ. Module thứ ba của chúng ta có đó là cái module của đèn huỳnh quang. Tiếp theo ở phía dưới thì các bạn nhìn thấy có một số những cái công tắc, ổ cắm và điều khiển qua quạt trần. Thì tất cả sự kết hợp giữa các công tắc và các ổ cắm ở đây cộng với cả điều khiển quạt trần thì tạo cho chúng ta những cái module tiếp theo ở trong đó. Thế để đỡ phải tốn thời gian của các bạn thì tôi đã lắp đặt sẵn trên cái module này của chúng ta một số những cái mạch mà chúng ta có thể ứng dụng được trên cái module này của chúng ta. Ví dụ thứ nhất là chúng ta ở nhà thì ai cũng có một cái mạch, đó là mạch đèn cầu thang. Các bạn nhìn thấy ở đây tôi đang có một mạch đèn cầu thang và điều khiển cho cái đèn huỳnh quang của chúng ta. Ví dụ tôi tắt này, tắt ở tầng 1 đấy. Và vị trí thứ hai, ví dụ là tôi đến tầng 2 rồi thì tôi là muốn xuống tôi lại bật, được chưa? Đây là vị trí đèn cầu thang của chúng ta, lại tắt này, bật đấy. Cái tiếp theo của chúng ta đó là có hai cái bóng đèn sợi đốt này đây, và đối với nhà chúng ta thì luôn luôn khi chúng ta đi xa về gần về chúng ta mở cửa cái là chúng ta phải bật đèn, và chúng ta sẽ có một cái module là điều khiển cho đèn ở đây đấy. Công tắc điều khiển cho một đèn. Thế thì trên cái module này của chúng ta, sự kết hợp của các công tắc và các ổ cắm, chúng ta có thể thực tập được rất nhiều các mạch ở trên đó. Ví dụ như mạch đèn sáng luân phiên, hay là mạch đèn sáng tối, đấy, mạch sáng tỏ, sáng mờ, hoặc là mạch gì đây. Nhiều chế độ được sử dụng qua cái công tắc điều khiển đây, có 4 cái tốc độ đây, tức là 4 cái điện áp thì điều khiển cho cái đèn của chúng ta có thể là gì đây, sáng vừa, sáng định mức, và gì đây, sáng yếu, thì là thông qua cái bộ điều chỉnh điện áp ở đây. Đấy. Trên đây là toàn bộ cái phần module mà gồm có 9 cái phần module ở trên đó để thực hiện trên cái bảng điện ở đây.